Hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây hay là cái trang nhựa nước và sắp tay của Lâm. Sau những cái ngày đi làm vlog về Cuộc Sống Miền Tây thì hôm nay Lâm sẽ trở lại với các bạn một mẫu nước hoa của Nam với một cái thương hiệu cũng rất là đình đám ở trong cái làng thể thao, đó chính là Adidas. Adidas thì đã vốn quá nổi tiếng với các sản phẩm về dụng cụ thể thao như giày, dép, vớ, nón, áo, tất cả là hoặc là Adidas cũng là một nhà tài trợ lớn của các câu lạc bộ lớn như Real Madrid hoặc là Manchester United. Thì các fan đã quá quen thuộc với Adidas rồi. Thì Adidas là một ông lớn trong một làng thể thao. Thì Adidas ngoài có chắc có ít người biết là Adidas ngoài sản xuất những cái dụng cụ thể thao thì còn có sản xuất ra nước hoa nữa. Thì nước hoa của Adidas là dành cho những cái vận động viên, nó có thể nói là nước hoa nhưng mà đối với Lâm thì nó giống như là một cái dung dịch và khử mùi thôi, có thể nói là nước xịt toàn thân cũng đúng hơn là nước hoa, thì các bạn gọi như thế nào cũng được. Đối với Lâm thì là nó chỉ là một cái loại nước xịt khử mùi toàn thân thôi. Thì Adidas có rất là nhiều phiên bản, phiên bản của nó là LDT và trên tay của Lâm là phiên bản Gym 4. Phiên bản Gym 4 này là Lâm nghĩ là phiên bản này là một cái đại diện cho tất cả các dòng nước hoa hoặc là nước khử mùi Adidas. Để Lâm mở hộp cho bạn xem và Lâm sẽ nói cho các bạn biết là tại sao nó lại có cái Lâm lại chọn nó để mà review. Cái Adidas này được sản xuất tại Tây Ban Nha. Được sản xuất tại Tây Ban Nha nha các bạn. Made in Spain. Đây là dung tích 100ml. Các bạn hãy kiểm tra mã code và tất cả các kiểu. Adidas thì các bạn có thể truy cập vào website là adidas.com xếp gạch body care để biết thêm chi tiết về nó. Thì cái mẫu Adidas đó được hợp tác với tất cả các vận động viên của thế giới để mà tạo ra những cái mùi hương mà những cái vận động viên nó yêu thích. Thì cái phiên bản Adidas Sport này thì nó rất là dễ dùng. Vì sao? Vì nó có cái giá thành cực kỳ là dễ chịu, rất là sinh viên, rất là rẻ. Đây. Cái thiết chế chai của nó các bạn nó thấy đi, nó cũng rất là thể thao, rất là sport nha các bạn. Rất là sport. Để mỗi trong những cái túi thể thao khi mà các bạn vận động nhiều, ra mồ hôi nhiều thì các bạn có thể sử dụng nó để mà khử mùi. Cũng rất là hay. Cái kiểu chai của nó thì cũng những cái gì đơn giản thôi. Đây. Nó có hai cái những cái chấm này để mà chống trượt, khi mà chúng ta cầm nó không có bị trơn trượt. Còn cái nắp là nắp nhựa, ở trên có in logo của Adidas. Còn xung quanh thì nó cũng có những cái lỗ tròn tròn như thế này, chống trơn trượt khi mà chúng ta mở nắp. Ok. Như thế này thôi. Ok. Okay. Cái mùi tâm phong, cái mùi Adidas này ở Vĩnh Long là nó cũng khá là mát mẻ, rất là dễ chịu. Nói chung là nó được thiết kế bởi những cái người vận động viên, khi mà họ yêu thích cái mùi như thế nào thì Adidas thiết kế theo cái mùi đó. Thì chủ yếu của nó là để khử mùi cơ thể sau những cái ngày vận động, sau những cái lúc mà vận động thể thao như là đá banh, bóng chuyền, các bóng rổ vân vân. Thì mẫu Adidas này với giá rất là rẻ, ở hiện tại ở shop của Long Bình Shop á, mà chỉ có giá là 200.000 thôi các bạn. Và chúng ta khi mà ship hàng tận nơi thì các bạn phải chịu thêm phí ship. Còn nếu mà những cái mẫu nước hoa khác cao cấp hơn thì phí ship sẽ được tính rẻ hơn và có thể free ship toàn quốc các bạn. Các bạn theo dõi kênh của Lâm, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc là các bạn hãy like để động lực này để giúp Lâm nhập thêm hàng và nhập thêm những cái mẫu nước hoa mới lạ để mà review cho các bạn xem. Rồi cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày cuối tuần, hôm nay là ngày Chủ nhật rồi. Chúc các bạn một ngày cuối tuần đi chơi vui vẻ. Rồi, cảm ơn các bạn.